Liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Đến nay, Công an huyện Đức Linh cho biết đã bắt tạm giam 7 đối tượng. Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Đức Linh xác định do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 15 tháng 6, nhóm của Nguyễn Quốc Bảo, thường gọi là Bảo Tôn, sinh năm 1997, trú khu phố 6, thị trấn Võ Xu, và nhóm của Hồ Văn Tư, thường gọi là Từ Bé, sinh năm 1996, trú khu phố 9, thị trấn Võ Xu, đã hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ La Ngà thuộc địa phận xã Mê Pu, huyện Đức Linh để giải quyết. Khi đến tiệm cầm đồ nhà của Nguyễn Quốc Thi thuộc nhóm của Bảo Tôn, nhóm của Từ Bé đã dùng hung khí xông vào nhà gây rối nhau, dùng súng bắn vào tiệm cầm đồ. Đến ngày 17 tháng 6, Công an huyện Đức Linh đã bắt tạm giam 3 đối tượng thuộc nhóm của Bảo Tôn, đồng thời Công an bắt tạm giam 4 đối tượng thuộc nhóm của Từ Bé. Đến ngày 18 tháng 6, có 5 đối tượng thuộc nhóm của Từ Bé đã đến cơ quan Công an đầu thú. Sáng 20 tháng 6, ông Nguyễn Đình Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Sơn Lâm xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một học sinh tử vong. Trước đó, khoảng hơn 17 giờ ngày 19 tháng 6, em AT, 15 tuổi, trú thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, vừa học xong lớp 9 trường trung học cơ sở Hải Thượng Lãng Ông. Khi đến vận sông Lâm Lĩnh, giáp tranh giữa địa bàn thôn Lâm Giang, xã Sơn Lâm và thôn 6, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn để chơi, thì không may bị rơi xuống khu vực nước sâu dẫn tới đuối nước. Khi người nhà và người dân ở gần đó phát hiện sự việc đã nhanh chóng đến ứng cứu nhưng không kịp. Khoảng 15 phút sau đó, thi thể em AT đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình để mai táng. Vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Đô, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Hương Đô cũng vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một em nhỏ tử vong. Ngày 19 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai cựu giáo viên Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Các bị cáo đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ấn định ngày xét xử là ngày 29 tháng 6. Theo hồ sơ, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm được Bộ Giáo dục Đào tạo phân công nhiệm vụ tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và tra đề thi. Trong đó, Bùi Văn Sâm làm thẩm định nội dung tra đề thi môn sinh học, còn Phạm Thị My làm tổ trưởng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, My và Sâm đã bàn bạc mang tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi về nhà để biên tập, chỉnh sửa thành các câu hỏi đáp án, đồng thời dùng các câu hỏi để ôn thi cho trực tiếp 8 học sinh là những người thân, quen. Sau đó sắp xếp vào các vị trí và định hướng lựa chọn các mã đề làm nguồn xây dựng đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn sinh học năm 2021. Chiều 19 tháng 6, ông Đỗ Văn Thuyên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhân viên bảo vệ của cơ quan vừa bị lừa với chiêu thức đã khá cũ nhưng nay lại tái diễn. Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, một thanh niên đi xe máy tới trước cổng cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè ở đường Dương Thị Năm, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè và dừng trước chốt bảo vệ. Sau đó, thanh niên nói với bảo vệ là tới giao gói hàng theo dịch vụ chuyển phát nhanh. Bảo vệ nhìn thấy trên phiếu hàng có ghi rõ ông Đỗ Văn Thuyên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè, cùng số điện thoại và số tiền đặt hàng là 500.000 đồng. Bảo vệ nhận gói hàng và trả 500.000 đồng cho đơn hàng. Khi mở gói hàng thì bên trong chỉ có một mảnh quần đùi rách và cục kịch vỡ. Sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và các công ty liên quan, ngày 19 tháng 6, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 67 bị cáo. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định cáo trạng truy tố 67 bị cáo trong 10 tội danh là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ 8 đến 10 năm tù, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh từ 8 đến 10 năm tù, cựu Kế toán trưởng Quang Minh Tuấn từ 10 đến 12 năm tù. Tổng hợp của hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị tuyên phạt từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
đối với nhóm đối tượng là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sản xuất buôn bán hàng giả, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Viện Kiểm sát đề nghị Trần Nhất Thanh từ 23 đến 26 năm tù, Trần Hoàng Tiên từ 21 đến 24 năm tù, Mạc Văn Nguyện từ 21 đến 24 năm tù cho 3 tội. Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên mức án thấp nhất là phạt tiền, mức án cao nhất là 16 đến 19 năm tù, trong đó có 11 cựu cán bộ thuế, hải quan được đề nghị án treo. Sáng 20 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người chết xảy ra trên xa lộ Hà Nội. Theo đó, hơn 1 giờ sáng cùng ngày, TT 17 tuổi và MC 14 tuổi cùng quê Thủ Thừa, Long An chở nhau bằng xe máy chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên. Khi đến đoạn đường cong dẫn lên cầu vượt Trạm 2 thuộc phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức thì bất ngờ ngã xe xuống đường. Đôi nam nữ và chiếc xe máy sau đó trượt dài đi khoảng 15m rồi tiếp tục tông vào dải phân cách bằng bê tông khiến chiếc xe máy bể nát. Hậu quả tai nạn làm TT chết tại chỗ, còn MC bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.